Minh đường tử vi hoan hỉ chào đón quý cô bác tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tử vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 có điểm báo tháng 12 âm lịch 2022 vượt khó, giàu to, cánh lộc về nhà, tiền tiêu không hết nếu biết được điều này. Để biết được số mệnh của mình, giải hung hóa cắt nắm được thời cơ, đổi đời hưng vượng, chuyển mình giàu có, công việc thông thuận, tiền bạc đủ đầy, tiền lương tiền thưởng tăng cao trong tháng 12 âm lịch tới đây thì quý cô bác tuổi Mậu Thân nên xem hết video này. Kính thưa quý cô bác, sự thăng trầm trong vận mệnh đời người, những may rủi khói lường trước của từng số phận luôn là mối quan tâm chính của con người ở mọi thời đại. Thế nhưng, phần lớn vận trình đời người may mắn thì ít mà đắng cay, khổ nạn thì lại nhiều, triền miên không dứt. Nhiều người phải trải qua một chặng đường đầy sỏi đá, trông gai, mệt mỏi, bi ai bao trùm, nhìn ngược lại quá khứ chỉ toàn những điều bất công, oan trái đẫm trong nước mắt, cuộc đời công việc gặp phải tiểu nhân, chọc phá, gia đạo thì bất hòa, khổ sở, trầm luân, vân vân. Các nhà tử vi chân chính, nhà chiêm tinh học đưa ra những lời khuyên dạy cho những người hữu duyên tuổi Mậu Thân, hãy lắng nghe và chiêm nghiệm bởi đường đời từ nay về sau của mệnh chủ khẳng định sẽ được cải biến như ý trong tháng 12 âm lịch năm 2022 này. Sau đây, xin mời quý vị và cô bác tuổi Mậu Thân cùng theo dõi. Các nội dung chính được luận giải ngày hôm nay gồm có. Thứ nhất là phần luận giải tử vi sự nghiệp, thứ hai là phần luận giải tử vi tài lộc, thứ ba là phần luận giải về tình duyên gia đạo. Thứ tư là phần luận giải về tình hình sức khỏe của cô bác Mậu Thân trong tháng cuối năm 2022. Thứ năm là tử vi cẩm nang vượng vận giúp bản mệnh phát tài theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Thứ sáu là tuổi sông đất tốt và xấu cho người tuổi Mậu Thân trong năm 2023 giúp gia chủ cả năm phát tài, an khang, giàu có. Và phần cuối cùng trong luận giải đó là sau 55 tuổi có hai việc được khuyên tuyệt đối không được làm nếu như cô bác Mậu Thân phạm phải một lần sẽ phải hối hận cả một đời. Các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học căn cứ vào sự dịch chuyển của các vì sao, mối tương quan giữa bản mệnh và lưu niên tháng, hệ thống sao chiếu mạng mà đoán định hung cát ở các phương diện công việc, sự nghiệp, tài lộc, tiền bạc, tình cảm hay sức khỏe vận hạn của người tuổi Mậu Thân trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, xét về tử vi sự nghiệp của tuổi Mậu Thân trong tháng 12 âm lịch, về phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Thân trong tháng 12 âm thì thấy rõ rằng bản mệnh có thể sẽ rơi vào vũng lầy với rất nhiều khó khăn và áp lực đến trong tháng, vì mọi chuyện khó thành công được ngay từ đầu, nên tuổi này chỉ còn cách là tiến vững chắc và ổn định từng bước một thì mới có thể tự thay đổi vận mệnh trong tháng không có sự ủng hộ của các tinh, không có sự trợ giúp của quý nhân, công việc rơi vào bế tắc bản mệnh mậu thân phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để xoay sở, khi các kế hoạch không diễn ra như mong muốn, và dự định ở thời điểm Tết đã đến rất gần rồi, con giáp này vẫn chẳng được thành thơi chút nào, để có thể hân hoan chào đón xuân mới. Cũng chính là tháng cận Tết, nên khối lượng công việc dồn ứ khá nhiều, mệnh chủ vừa phải tất bật hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn động trước kỳ nghỉ Tết, ngoài ra vừa phải chuẩn bị cho các dự định trong năm mới, cảm giác làm mãi vẫn không hết việc, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng đặt quá nhiều kỳ vọng nhưng không ít kế hoạch chưa đạt được hiệu quả như mong đợi cảm giác của cô bác mậu thân lên xuống khá thất thường mệnh chủ dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt tự làm xấu đi các mối quan hệ của mình Điểm báo cho thấy bản mệnh có thể vô tình vướng phải thị phi, mà nếu xử lý không khéo léo thì có thể dẫn đến những lời đàm tiếu, ảnh hưởng tới uy tín, danh dự trong công việc của chính mình, hơn nữa tâm trạng bất ổn, còn làm cho bản thân mệnh chủ thiếu đi sự bình tĩnh, các quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, sự nghiệp đứng trước nhiều nguy cơ, đó cũng sẽ là cơ hội để tiểu nhân nắm thóp, dèm pha, khiến cô bác khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi. Và thăng tiến. Bên cạnh đó, thì trong tháng chạp này, mậu thân còn chịu tác động của hung tinh thiên hình, nên nếu làm việc không tới nơi tới chốn, có thể sẽ vướng phải hàm oan, kiện tụng, dính dáng đến pháp luật, đặc biệt những người làm công việc về giấy tờ, sổ sách, việc nhà nước càng phải biết tự bảo vệ bản thân, tránh hành động lỗ mãng không mang hậu quả. Vào lúc sự nghiệp và chịu nhiều áp lực nặng nề như thế này, mệnh chủ cần phải mở lòng tâm sự với người khác, đặc biệt là với những người thân yêu nhất của mình, khi đã có điểm tựa tinh thần, cô bác sẽ có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh. Thứ hai là Xét về tử vi tài lộc của tuổi mậu thân trong tháng 12 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp nhận thấy, tài vận của tuổi mậu thân có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng, chi tiêu thường xuyên rơi vào cảnh mất cân đối, lúc thì hoang phí, lúc thì lại quá xe chừng, thời điểm này nếu không có kế hoạch chi tiêu khoa học, e rằng cuối năm vẫn còn rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc, vay mượn chồng chất, không được nguyện lệnh ủng hộ, lại có tiểu hao hung tinh ảnh hưởng, tiền bạc có đến, nhưng rồi cũng sớm đội nón ra đi, hầu như khó tụ. Người làm công ăn lương, được nhắc nhở cần phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, khi đó hậu quả không chỉ gây ảnh hưởng đến tập thể, bạn còn có thể làm giảm đi thu nhập cá nhân của chính mình, cuối tháng bản mệnh có thể nhận được những khoản lương, thường Tết, cho nỗ lực cả năm, nhưng cũng bởi có nhiều hạng mục cần sắm sửa cho Tết, trả nợ, thanh toán hóa đơn, nên hao hụt khá nhanh. Để hạn chế tình trạng tiền trôi khỏi túi, cô bác có thể liệt kê chi tiết tài khoản mua sắm cho Tết, để có thể đánh giá mục nào có thể cắt giảm, nên nhớ tình hình chung không quá khả quan, hãy đón một cái Tết tiết kiệm, và thiết thực nhất nếu là người làm đầu tư kinh doanh bản mệnh cũng cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định thời điểm cận kề năm mới tốt nhất nên tập trung hoàn thành những kế hoạch giang dở hạn chế mở mang mới kẻ nguy cơ lời lãi thì ít mà thua lỗ thì nhiều dù có muốn đầu tư cũng cần phân tích kỹ các nguồn tin chủ động nắm bắt biến động thị trường tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của do không tỉnh táo đặc biệt tháng có thiên hình và tiểu hao xuất hiện, đi xa sẽ không có lợi, hoặc cô bác sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc trong trường hợp bắt buộc nên xem ngày tốt xấu và chọn hướng xuất hành tốt để đi, và phần chọn hướng tốt xấu qua cô bác Mậu Thân trong tháng 12 âm này thì ban biên tập chương trình có chia sẻ rất chi tiết theo 10 ngày trong tháng ở đoạn cuối video. Thứ ba là phần luận giải về tử vi tình duyên và gia đạo của cô bác Mậu Thân trong tháng 12 âm lịch. Truyền tình cảm của tuổi mậu thân trong tháng 12 âm này, cũng được dự báo là kém sắc thời gian bên nhau, vui vẻ thì ít mà cãi vã, mâu thuẫn thì nhiều. Các cặp vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn bất đồng, mối quan hệ vợ chồng sẽ xảy ra xung đột mà nguyên nhân chính có thể xuất phát từ vấn đề tiền bạc, công việc bế tắc tiền bạc ảm đạm, khiến tinh thần bản mệnh rất bí bách và chỉ cần chạm mặt thường ngày cũng khiến cảm xúc của mệnh chủ bùng nổ, sẽ có giận, chút giận lên nửa kia hoặc con cháu, gia đình vì thế mà ngập tràn sự căng thẳng, khúc mắc nếu không sớm hóa giải sẽ khiến không khí gia đình trầm lắng, ảnh hưởng đến mọi thành viên trong nhà. Việc đón Tết cũng thiếu phần hân hoan. Bên cạnh đó thiên hình mang lại sự ngột ngạt bản mệnh khó mà mở lòng chia sẻ với nửa kia, hay những người con cháu trong gia đình về những vấn đề mình đang gặp phải, nhưng cứ giữ ở trong lòng cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Mệnh chủ có thể chia sẻ để người thân hiểu, và thông cảm, làm điểm tựa tinh thần cho cô bác, tâm trạng sẽ vơi bớt đi phần nào. Thứ tư là Tử vi sức khỏe tuổi mậu thân tháng 12 âm lịch trong tháng này quý cô bác có nhiều vấn đề phải lo nghĩ về thể trạng của mình, cơ thể có dấu hiệu xa suốt rõ rệt, áp lực công việc, tiền bạc, đè nặng, khiến bệnh chủ thường cảm thấy chán nản, mệt mỏi, ăn uống kém ngon, mất ngủ, nóng trong người. Rất may những triệu chứng khó chịu đấy có thể cải thiện bằng chính những thay đổi của mệnh chủ, con giáp này cần phải suy nghĩ thoáng hơn, khi ăn uống thì tránh những món đồ cay nóng, nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả và rau xanh. Ngoài ra, sự tác động của thiên hình là hung tinh, có thể mang tới những tai nạn thương tích hay là huyết quang như té ngã bị thương, mệnh chủ cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa phải đảm bảo an toàn để có thể đón một cái Tết an lành. Thứ năm là Phần luận giải về tử vi cầm đang vượng vận của mệnh chủ tuổi Mậu thân theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Tử vi 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 12 bước sang 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, người tuổi mậu thân khó tránh khỏi những lúc lơ đãng, thiếu tập trung, tinh thần uể oải, cảm giác như kiệt sức, đặc biệt những ai làm ở lĩnh vực giáo dục, thiết kế nghệ thuật gặp trở ngại lớn trong công việc vì không tìm được nguồn cảm hứng sáng tạo, nếu vừa đảm nhận chức vụ mới, bản mệnh khó tránh khỏi họa khẩu thiệt thị phi, các mối quan hệ đầy rẫy sự nhiễu nhương, phức tạp và căng thẳng. Trước khi ký kết thỏa thuận hợp tác với khách hàng lạ, cô bác cần dành thời gian tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin, phòng trường hợp bị lừa đảo tiền mất tật mang, ngoài áp lực trong công việc, người tuổi mậu thân cũng đau đầu trong cái vòng luẩn quẩn của chuyện tình cảm, đôi bên tranh cãi to tiếng chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật, chưa dừng lại ở đó, khi cả giận mất khôn, cô bác không kiểm soát cảm xúc của mình, nên đã buông lời mạo phạm đối phương, mâu thuẫn cản trở nên gay gắt. Thời điểm vàng trong tháng là ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 9 âm lịch. Hướng may mắn đó là hướng Tây Nam và hướng Đông, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Mão, chắc chắn thành công. Con số phát tài 76, 30 và 18. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch từ mùng 10 đến ngày 20 tháng 12 âm lịch. Vì đặc thù công việc người tuổi Mậu thân phải di chuyển nhiều nên sức khỏe có phần nào bị ảnh hưởng, hơn thế hung tinh tiểu hao còn báo hiệu sẽ có kẻ xấu dở trò nhằm hãm hại bản mệnh, vì thế dù việc lớn hay việc nhỏ, cô bác cũng cần phải thận trọng, chú ý tiểu tiết tránh để người khác bắt thóp mình những ai làm chủ doanh nghiệp hay làm nghề tự do càng cần phải thận trọng soi xét từng con số dữ liệu bởi chỉ cần sai một số thậm chí là dấu chấm dấu phẩy cũng khiến cho mệnh chủ một phen lao đao rồi phải chi tiền để khắc phục hậu quả Mười ngày giữa tháng 12 âm này, người tuổi Mậu Thân có cảm giác bất mãn với thực tại, các mối quan hệ xã giao thiếu đi sự hài hòa, khi tâm trạng nặng trĩu, bản mệnh khó mở lòng với người khác, ngay cả với người bạn đời của mình, không khí gia đình trầm lắng và bí bách hơn hẳn. Vợ chồng cô bác đã chung sống với nhau lâu ngày rồi, nhưng mà vẫn không tránh khỏi có những lúc mâu thuẫn, chiến tranh lạnh, để rồi cảm thấy cô đơn ngay trong chính căn nhà tổ ấm của mình. Nếu cô bác chủ động chia sẻ và dành thời gian quan tâm đối phương thì đã khác. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội những ngày giáp Tết này để tìm cách hòa giải những khúc mắc cùng nhau đón Tết ngập tràn hạnh phúc để con cháu cũng có thể vui vẻ bên nhau. Và trong thời gian này cô bác nên đề phòng thương tật ở chân và cánh tay, cơ chế vận động mạnh khiến các khớp xương bị tổn thương. Thời điểm vàng trong tháng là ngày 12, 18, 19 âm lịch. Hướng may mắn là hướng đông nam và đông bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi thìn, tuổi mùi chắc chắn thành công. Con số phát tài 88, 57 và số 1 tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ ngày 20 đến ngày 30 Tết. Theo tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm của 12 con giáp xuất hiện nhiều trợ lực trong công việc của người tuổi mậu thân, giữa bản mệnh và đồng nghiệp, cấp trên, tồn tại sự hiểu nhầm nghiêm trọng, nguyên nhân là do mọi người chưa hiểu nhau, và sự truyền đạt thông tin của mệnh chủ chưa tốt, điều đó cũng khiến khách hàng phàn nàn và thiếu sự tin tưởng ở cô bác tiểu hao là hung tinh ảnh hưởng làm cho bản mệnh cảm giác bận luôn chân luôn tay nhưng lại không đạt được hiệu quả cao thậm chí cô bác còn phải tăng ca làm thêm nhiều giờ ở cơ quan rồi lại vác việc về nhà làm mà cũng không hết người làm chủ kinh doanh buôn bán cảm thấy mệt mỏi động lực tinh thần làm việc giảm sút rõ rệt mệnh chủ dễ nổi giận vô cớ vùi dập nhân viên hiện ai nấy đều không phục nếu không tiết chế cảm xúc e rằng công ty của mệnh chủ sẽ phải đối mặt với một đợt thay đổi nhân sự rất lớn, tinh thần bất ổn khiến người tuổi Mậu Thân chỉ nhìn thấy điểm xấu của đối phương, nó khiến cho không ít trận cãi vã to tiếng xảy ra. Thay vì chút giận lên đầu người khác, cô bác nên học cách chia sẻ, hãy coi nửa kia, người thân, con cháu trong gia đình như bạn bè tri kỷ, dốc bầu tâm sự, giúp bản mệnh vơi đi nỗi lòng và sớm tìm ra cách giải quyết đúng đắn, năm hết Tết đến rồi, đừng để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng sang năm mới cô bác nhé thời điểm vàng trong tháng là ngày 21, 22 và 23 âm lịch. Hướng may mắn là hướng Tây Nam và hướng Bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi thìn, tuổi hợi, chắc chắn thành công lớn hơn. Con số phát tài 96, 36 và 20. Và phần luận giải rất quan trọng trong năm 2023 dành cho cô bác mậu thân đó là, xem tuổi sông đất tốt và xấu trong năm quý mão 2023 này và theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành, tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên, can địa, chi ngũ hành, của năm 2023, cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp rất tốt với gia chủ tuổi mậu thân để sông đất vào đầu năm mới quý mão 2023 gồm có

và phần luận giải vô cùng quan trọng trong ngày hôm nay đó là, sau 55 tuổi, có hai việc cô bác mậu thân được khuyên, tuyệt đối không được làm, phạm phải một lần sẽ hối hận cả đời. Thứ nhất đó là, lúc có cơ hội học thì không học, tới lúc cần sẽ phải hối hận. Lúc còn trẻ trí tuệ của con người thường tinh thông, tinh thần tràn đầy nhiệt huyết nên dễ dàng tiếp thu được những điều mới, nhưng tiếc rằng thời điểm này cũng là lúc xung quanh có rất nhiều cám dỗ, rất nhiều các thú vui hoa mộng, cho nên người không biết nhìn xa trông rộng sẽ chọn chơi thay vì chọn học đến cuối cùng ôm cái đầu rỗng tuếch leo lên con đường sự nghiệp, thành công mãi mãi không bao giờ có được, chỉ chính là cái lưỡi mà thốt lên hai từ giá như, chưa kể những bài học ngoài trường đời. Trong môi trường công sở cũng đầy giấy và miễn phí, người không biết nắm bắt sẽ hối hận tột cùng khi có việc cần đến ví dụ như có vị sếp giỏi học theo thì không học suốt ngày cứ lo tính chuyện sân si tranh đấu thị phi trong công ty mãi sau này làm việc lớn lao hơn một chút gặp khó khăn mới tự trách bản thân năm xưa không biết học hỏi người tài thứ hai là giàu có không tiết kiệm khi nghèo rồi sẽ hối hận cổ nhân có câu miệng ăn núi lở tức là ám chỉ việc giàu có đến mức nào cũng không biết làm việc chỉ biết hưởng thụ thì sớm muộn cũng trở thành kẻ trắng tay quả thật kiểu người như thế ngày nay tồn tại rất nhiều họ kiêu hãnh tận hưởng khối tài sản khổng lồ mình đang có mãi cho đến khi xa cơ lỡ vận mới ân hận cho rằng mình đã sai tiếc là ân hận tài sản cũng không quay về như trước cuộc đời không bao giờ biết được ngày mai rồi sẽ ra sao giàu hôm nay nghèo ngày mai không biết tích cóp tiết kiệm chi tiêu để duy trì tài lộc giàu có thì được tôn kính ngưỡng mộ nghèo rồi thì bị đả kích khinh bỉ không muốn bị như thế sao còn không tiết kiệm đi và thực sự trên đây là những chi tiết chia sẻ rất là tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình của minh đường tử vi rất mong rằng với những thông tin này thì cô bác Mậu Thân sẽ có được cái nhìn tổng quan về vận mệnh của mình, để từ đó có được đường đi nước bước chính xác trên con đường công danh, sự nghiệp, cũng như tài lộc của mình, để có một năm 2022, bình an, may mắn, và đón năm mới 2023 trong sự viên mãn, sung túc, đủ đầy, và giàu sang. Và nếu như quý cô bác cảm thấy video này hay và ý nghĩa, thì hãy nhấn vào nút like, và nhấn vào nút chia sẻ để cho những người thân, cũng như bạn bè của cô bác cùng biết nhé. Chương trình đến đây là hết xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo